Bố mẹ đón Thanh Thủy về quê sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Bố mẹ vui mừng khi được gặp lại Thanh Thủy sau một tháng cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam và trở về thành phố Đà Nẵng hôm 17 tháng 1. Ông Huỳnh Phúc Dương 50 tuổi và bà Trần Thị Thảo 44 tuổi có mặt tại sân bay từ sớm chờ đón con. Họ nói tự hào về thành tích của Thanh Thủy vì biết cô nỗ lực hết mình. Bố mẹ Hoa hậu cho biết lịch trình của con gái sau đăng quang rất dày đặc nên thời gian qua họ luôn gọi điện hỏi thăm sức khỏe và động viên tinh thần con. Thanh Thủy kể sau khi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2022, cô chỉ có những cuộc gặp ba mẹ chóng vánh, ngắn ngủi. Do đó, cô phấn chấn tinh thần khi gặp lại người thân. Thanh Thủy bên bố mẹ và em gái. Ông Phúc Dương tiết lộ Thanh Thủy là chị gái lớn trong gia đình có hai chị em. Từ nhỏ, cô có tính cách ngoan ngoãn, hiếu thảo nên chưa từng để bố mẹ lo lắng. Đặc biệt, em gái luôn tự hào, xem Thanh Thủy là thần tượng, tấm gương để noi theo. Lên đại học, Thủy đã tự giác đi làm thêm để có thu nhập, chi tiêu cá nhân. Nhiều người đồn showbiz là môi trường cạm bẫy, thị phi nhưng tôi chưa trải nghiệm nên không dám nêu ý kiến. Sau chung kết, Thủy chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống để hoàn thành sứ mệnh của Tân Hoa Hậu. Tôi luôn tạo điều kiện để con theo đuổi đam mê, hoàn thành công việc được giao. Trở thành Hoa Hậu hôm nay là thành công bước đầu của con, tôi rất vui, ông nói. Trước đó, Thanh Thủy bị đồn mua giải vì cô không thuộc top nổi bật, cũng không gây chú ý với truyền thông từ đầu cuộc thi nhưng vẫn đăng quang. Tuy nhiên, ông Dương phủ nhận, tôi là kỹ sư điện, vợ ở nhà nội trợ, buôn bán nhỏ lẻ. Gia đình tôi không có điều kiện thì lấy đâu ra tiền mua giải cho con. Chúng tôi không bận tâm những lời bàn tán tiêu cực. Tôi quan niệm mỗi người mỗi ý, không thể thay đổi suy nghĩ của mọi người. Thực chất sự việc thế nào, chúng tôi biết là đủ. Một số fan ra sân bay đón Thanh Thủy trở về thành phố Đà Nẵng. Cô bất ngờ, hạnh phúc trước tình cảm của khán giả dành cho mình. Người đẹp ký tặng, chụp hình cùng khán giả để bày tỏ sự trân trọng. Từ sân bay, Thanh Thủy di chuyển thẳng tới Nghĩa trang Liệt sĩ quận Liên Chiểu, cùng các lãnh đạo địa phương dâng hương, tưởng nhớ những người anh hùng của dân tộc. Tại Ủy ban Nhân dân phường Khánh Hòa Bắc, quận Liên Chiểu, Thanh Thủy trao quà cho 20 hộ dân đặc biệt khó khăn tại địa phương. Xuất quà bao gồm lì xì cùng các nhu yếu phẩm. Tôi hy vọng mang đến cho bà con một cái Tết đầm ấm. Cô nói, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, Thanh Thủy được nhận bằng khen từ lãnh đạo quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Chiều cùng ngày, Thanh Thủy đến Trung tâm Bảo trợ xã hội Đà Nẵng, trao tặng 20 triệu đồng cho những người già neo đơn, những người khiếm khuyết, trẻ em mồ côi tại trung tâm. Huỳnh Thị Thanh Thủy giành giải phụ người đẹp thể thao và đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 tối ngày 23 tháng 12 năm 2022. Tân Hoa hậu sinh năm 2002, quê Đà Nẵng, cô cao 1,76m, số đo 3 vòng 80-63-94cm. Cô từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Đà Nẵng, Á khôi một cuộc thi học sinh, sinh viên thanh lịch thành phố Đà Nẵng năm 2021. Hiện cô là sinh viên năm 2 khoa ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.